luyện chậm đường à, luôn. Quên mất, sorry, mà mày, đi đánh 100 mày bị ăn đâu. Ok nha. Mày có nịt mày... à? Đây 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 đi vô đây, đi vô đây. Đây em dí bố anh luôn này, xuống đây. Nhìn nạc mày có mày đâu đồ ăn anh. Xuống đây, xuống đây, xuống đây xem ăn đâu. À không nhìn cười long. Quan trọng kỹ năng anh hiểu không? Chứ không quyền em thua em mà. Năng cái lình. Máu mày đủ máu cô. Hả? Gọi điện thoại. Máu mày được bao nhiêu cơ? 2k thôi. Máu anh mấy k? Má nhiều mà anh tích. Nhiều hơn tí cũng làm chi được không mà. Còn hiểu gì nó thiếu không nè. Đô này. Ủa, nó thiếu không? Nó thiếu một cái hiệu. Mắc cái hiệu bao hồi cho anh rồi. Ờ, đúng rồi, bọn nó được 15 ngày. Ừ. Với hình như hiệu nhất ở đại tỷ nó ở cái gì? Hiệu top 1 nó còn hết rồi sao ấy? Chắc là trong sư. Không, hiệu đại sư tí ấy, cái hiệu tỷ vô nó hết rồi. Ừ, con đêm vô đó có tác dụng đâu, có cầm dồn đâu. Tất cả những cái hiệu vô đó không đều không được. Có like được TikTok kênh này không? Kênh này em mới mua. Ý da, rõ nào anh em ơi. Quả này đánh 400 điểm. Cho anh Tín vô nào. Đúng rồi, 400 điểm thôi cho anh Tín đuổi đó. Đúng, đánh hay thôi. Ừ. 5 trận đi ngủ. Ô, nó vào rồi. Vào được chưa, vào được chưa, vào này, vào này. Vào đánh 1-1. Vào rồi anh ạ. Vào đi, vào đi, vào đi. Em mong con anh Sơn được điểm thôi. Ôi cái gì vậy? Điểm. Vừa vào phát giờ môn cung luôn vậy. Mình còn chưa ấy cả skin. Máu ấy không chơi chưa, mà. Chưa cài máu. Ok. Hello anh em nhá. Chưa cài máu mà nó cho mình vào trận luôn sợ thật. Hello mọi người. Chơi luôn, không ngại. Cái gì bi đẹp trai này, đù mãi mà bi không chơi đây. Mày trận đầu của bi luôn vẫn chưa đủ điểm hay sao à nắng chưa bạn ơi, làm sao mà đủ được cái bọn này nó cái con đường môn trâm top 1 nó top cao lắm, điểm cao hình như mình gặp Zibix hay sao. Đúng luôn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Toàn gặp Zibix rồi à? Em toàn bi này, bố má trận đầu gặp bi ạ. Cây nhà nó đọc bi ạ, nó đọc bi ạ. Trận đầu vòng gặp ngay Zibix luôn. Xong lâu thế. Mẹ chịu đó, không ăn được luôn. Địt mẹ phán đâu, dùng môn thương kỵ này đánh đập đéo này. Mẹ sao kêu hôm nay không đánh? Bọn đang đánh ra à? Bọn đang kiếm mà, bọn đang kiếm 5 level này đấy. Ngủ em ơi, sao lại không ngủ này? Đánh lừa đối thủ được không? Ngủ mà. Mẹ ông bảo. Chưa cài skin gì gặp ngay ông Zibix. Anh em với nhau thế đấy. Hay thế đấy. Anh em với nhau thế đấy, anh em với nhau thế đấy. Thôi em chặn rồi em đi ngủ luôn rồi á. Hôm nay bi đánh không đánh được không? Cái gì đánh mà sợ. Thì em cao em gặp mình bi rồi giờ á. Anh em với nhau thế này đấy. Ok á, sao vậy? Trận, cầm 9 trận. Cầm rồi ngủ mà rồi mà. Mày ngủ rồi em ơi. Thằng danh con. Em đố anh đấy, anh gặp đi đấm cho ra báo luôn. Anh còn chưa búp mà mày như thế này rồi. Ngủ rồi đấy. Sau đây sợ né né là không được à. Sau đây là một combo bẫy. Ôi cái sao chết rồi lại à, bị lắp vị trí rồi. Thua thì cũng đánh chứ. Ngáo nhá. Lắp vị trí rồi. Chết đi thằng xoái, phải lột thật. Ấu chưa gì. Em cảm giác em không né được cái tinh dư của nó lên cút đi. Mói nào ở đây? Mói nào ở đây? Mói đang cầm đường châm môn đây. Được 100 mói nó cầm con tâm trầm cảm. Anh vừa vào con này mà mình vừa vào game còn chưa kịp cài máu, chưa kịp cài búp gì hết. Sao nó phong lâu thế? Yếu thì bảo yếu. Không anh máu thắng. Trong em bao nhiêu máu à? Anh dạ, anh búp gì? Ấy là vào đây để em được bao nhiêu máu? 23k. Rồi, tạo thương hiệu cho anh em nó biết. Còn này em nó chạy này. 23k tròn luôn. Bọn đang kiếm này BK tốt quá. Ý chà, hình như nghe vẻ như là em mói bị bọn đang kiếm nó hành. Vụ này hãy để anh. Ủa cái thiên phong không tác dụng à? À phải tháo thiên phong ra, đường mà. BK cũng tốt đấy chứ. Hình như là hôm thứ hai mình gặp Zibix
Gặp ngay Cô hôm đang đầu kiếm tiên, tử viên trận chiến đầu tử tiên viên đấu luôn. mà không ăn được em thì hư hỏng rồi. Tử viên chiến tử viên đấu mà không ăn được em thì toang Không luôn hư đấy gặp nữa. chứ. Âu là có cái gì nha. Duyên, duyên số, duyên số. Học tập đệ nhất. Sau nó có trả lời em rồi đó anh Nắng. Nó bảo sao? Ở sau thì chắc bóp được. Ui ui cầm của sư bóp. Tức là anh có kia ui. Có ui có thì sâu à? Hay là có mỗi ui ui thôi? thôi sao lại ui thôi còn sau như đi chơi Hỏi còn luôn cả lại thằng thằng còn thằng mai thằng em kia thì để sau hỏi lại. tại vì là anh nhắn mà bọn nó không trả lời, anh không biết là chúng nó định như nào ấy. Chắc để anh Sai cảm chỗ ơn nào rồi không có sai à? cái mang tỉnh y gặp ai đây, đừng gặp Bi nhá Bi ơi. Em không biết Muốn anh hay ơi, cách cái đó chắc để hỏi lại chốt lại với bên kia. có nick tương thương nào không, có thằng bạn em cầm Chỗ anh trông thì anh bảo là ạc nó giao hết lại cho nên tránh này kia rồi nữa. Nên anh trông sẽ không không À, bảo có nghĩa là là chung là không tham thằng gia Bi đúng tránh không? ra mày ơi, thằng lợn này. Cả Nắng Em ơi, thích kiếm nhà gặp đệ, em em gặp buông đệ nhất em thích kiếm. buông chuột với cả Đúng Nắng ơi. Anh cầm lãnh lên len mà em còn đánh anh nữa là không được. đủ mà giờ non rồi, ông kia thoáng mất tên ra hoài cổ thằng sư lợn rồi. này. Thôi rồi. Cổ sư gì khi lãnh len nó vỡ có hai cái là cút rồi. Đủ mãi ông có một ông 86 cầm 87 chứ cầm ấy châu, ông cầm hai mà châu Biết ngay mà nó kháng hiệu ứng khó đánh thật. hay không Viên tiên tri viên đế chơi tanh rồi luôn thằng danh con này. gặp ngay chung ông chung cay lắm từ hôm tới giờ. Thằng danh con này, thằng danh con này. Mày đánh đi, mày đánh ai? Mày đánh ai con lợn này? Tha anh mày ơi, anh nhầm tí. Anh nhầm tí. Anh nhầm tí mày ơi. Nó không bị đẩy kìa. Cái thằng. Nó kháng loạn ngũ kháng hết. Cày. Thiên chi vấn đế mà không mất bình máu luôn. Gì thiên chi viêm đế này mày? À chi quên thiên chi tướng như quên này. Có được 5 điểm. Đánh cái thằng này nó phun tướng đôi cờ cờ kháng sợ thật, đạt bẫy không ăn thua nó. Hình như nó đấm được cả ác ấy sao ấy, ác định nhất hay sao ấy. Em được bao nhiêu điểm rồi ạ? Thiên chi tám điểm 350. này. À, cái bạn với ta này cũng ngon, mỗi tội chưa có Đánh mật tịch cao đánh cấp. U trà dòng 4, dòng 1 của nó 94%. 350 có tốt rồi, tại em đánh vui vui thôi, không có Thế biệt. hả? 350 là thế có tốt à? Vâng. Hai trời ơi, xét đồ Em chỉ ngon lắm, mong lên full đây đam anh luôn. thôi. Xét đồ là xét đồ Mà full cùi đam quá, này. gặp em thì cùi quá. Ủa cái ạc của Bi nó cầm mà sao nó lại thua nhiều thế nhở? Ác nào em Lẽ này? ạc ô mình quá đẹp trai á, này ngon mà. Chắc là tuần này nó không đánh hoặc thằng nào đánh. Tuần này chưa đánh nha, tuần này Bi chưa đánh. Thứ hai Bi không đánh nên em không gặp, hôm nay nó mới đánh. Nhìn đệ nhất sợ chưa? Cô Nam ấy bị tụt à? Em đang hỏi con anh Nam. anh ấy giảm nội thương đi thì anh mất đi kháng 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 tất cả thôi. Để nó giảm nội thương mà À anh Bia đã giảm nội thương mà. con này thiếu thiếu lên được cái quần là thiên chi thằng kiếm à, thiên chi tướng này, nó mà lên thiên chi tướng À, một đúng đúng rồi đúng rồi full set nữa thì ghê lắm này, không up nốt bình đi thường nhở. thôi anh ạ. Ông đầu tư kinh nhỉ. Thì chẳng đầu Thế tư full set cái set chín thiên chi viên đế là tôi chưa biết chơi đấy. Cái set thiên chi viên đế của ông là thiên chi thằng kiếm nhá. thiên chi đang kiếm, quên em cứ nói nhầm là Khả cho Zbik qua Zbik từ đấy đấy chơi đấy. năng khả năng thế. Cái Zbik set này thì nó đang bị một set thiếu đấy. đam mà nó bù lại cái tiêu cộng 9 nó cũng là một cái gì đó. Ủa sao cộng 9 nó Có cháu gọi là tục ra, có khi nào mình gặp em cạt nhà mình ta? em gặp có một nghĩa một là à. Khả võ năng gặp răng thì chỉ có mỗi mỗi con võ răng Thái Minh Long với lại con của cạc là được được đấy, Thái Minh còn mấy Long thì thằng nó là cấp thấp thì nó chắc nó không vào đây được.
Vô nào, 58 em cạt của tôi đâu, em cạt vô đây. Thái mi ông em gặp rồi. Rồi, cạt luôn rồi, cạt luôn rồi. Thái mi ông, cạt, cạt luôn rồi, cạt luôn rồi. Thì Thái mi ông của chúng tôi. Ngày trước em đi là tưởng ông AD đó, ông cầm nick nia. Ô, chạy đâu rồi? Vãi lình mua bao tay siêu môn cộng 8, 6 lít. Ôi tí hẹo luôn kìa, tí bắn chết luôn. Em cạp với chúng tôi à? 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 Chết luôn. Em cạp tụi tôm. Em cạp với chúng tôi à? Đang dùng test thông điểm trên năng lực số 15 mà nó cứ tiếc cái này chỉ số dòng 3 cao lấy thất tinh càn khôn tài không em nốt một cái ưu khuyết đi ta. Ui cái này mà nó mà ép cả cái bọn đang bút phát vào thì ghê lắm này, gặp năm độc là khóc. Ừ thì tùy năm độc, có năm độc khóc, có năm độc mình đánh được chứ lo gì. Ác khoa rơi này là ác của mói ngày trước đây này. Bây giờ là đầu tư lên được viêm đế, tiên phong tiêu đại Việt rồi. Mà tịch cao cấp, chơi mà tịch cao cấp hết cũng được. Có khi nào mình cài thêm cả à mà như thế thì phức tạp quá. Gặp này anh tiến dậy tìm trận này. Gặp năm độc toàn năm độc lãnh lăng thì đánh kiểu gì được. Mẹ. Bên máu nó làm gì thì ấy là mong con nào không? Cái thằng kia nó bảo nó chơi nó bên server này là server thập diện thì phải. Nó bảo là nó còn không nhìn thấy bọn kia làm góc lác luôn. Nó cứ thế nó ra chồng thôi. Kỳ. Không có người thì sao? Không, server nó đông mà, nó cướp bình thường mà. Nó, thằng này nó cũng là dân cày, nó trước nó học tới trồng cây nhiều lắm nhưng mà nó biết cách trồng cây rồi, nó biết làm bãi rồi mà không hiểu vì sao bên đấy nó lại như thế. Không cần bãi luôn. Không bãi mà mình không nhìn thấy gì, chỉ thấy mỗi cây trồng lên thôi, không thấy người luôn. Thế mới dị nhỉ. Kinh nhỉ. Thực ra thì anh nghĩ là nó cũng là một cái dạng bung giống như là kiểu thằng Vũ Linh nó làm ấy, là nó bung bất tử hoàn toàn ấy. Nó có cần làm bãi đâu. Nó không cần làm bãi luôn mà nó cứ bất tử thế, mình đánh chả đánh được, chả làm được cái gì khỉ nói. Vợ gặp bi rồi. Đệ nhất ai vả đệ nhất xuống hộ cái. Mẹ gặp bi chứ. Tầm này mình đánh lên hơi khó. Điệt mẹ cái thật, cứ trận nào mình chuẩn bị thật là đẹp để y như rằng thật treo. Anh phải mừng cho anh treo có điểm mà. Chuẩn bị thật là kỹ nhưng mà là anh treo. Ai 230 điểm rồi, gà quá. Tầm 5. Cái này thì sách dòng 4 hơi thấp. Mình thích dòng 4 nó tầm 8, 8 bây giờ đi ăn xin tầm được trận nữa thôi là có top. À Vinh vui vẻ cầm Vinh vui vẻ cầm đệ nhất à? Thế thì lại không có cửa với cả nắng rồi. Không, nói thế chứ thực ra là cầm ác đấy kể cả là không biết đánh cũng được. Nó vì là cái ác đấy về cơ bản là nó chỉ có tanh không thôi, nó chẳng cần bẫy luôn. Cứ thế mà bắn. Mẹ chơi kiểu cục xúc luôn. Lại thua nữa à? Mẹ em gặp mình thằng bia thua thôi. Gặp mình hắn là thua thôi chứ không gặp thằng khác. Mỏi à, mỏi chúng tôi à. Mỏi chắc đừng soi đầu. Anh trận, gặp hai trận thua hai trận. Việt Yên Đại Việt Thái Minh Long. Tú vào điểm anh Tú ơi. Anh 230 điểm. Em vừa vượt 230. Sao chưa được vào trận vậy ta? Đèn quá, anh có biết PK đâu. Vừa thắng Sapu à? Thằng Sapu thì gặp anh thì mất điện, anh chấp nó một bình. Anh gặp thằng Bi thì thằng Moan anh. Hả? Anh gặp Bi bao giờ chưa? Anh lần trước anh gặp nhưng mà nó đánh anh như hơn đánh con. Sao lại gặp Bi thì liên quan gì? Bi cái băng quyền nó đấm cho thím trượng thì sống thế nào được nhảy ngược.
ai 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 chịu được cái đấm cái băng quyền tiếng trợ nó ăn ba đấm thì chắc là chết luôn. Sợ thật đấy, khóc luôn. Ơ sao toàn gặp di bích vậy? Nó ngon như ăn người anh. Em xin trận anh. Mệt đau quá tôi mà. Gặp nó xin em mà. Mà không. Một trận thôi. Thôi cho nó xin trận vậy. Khổ quá. Nó đánh nó trận nó nghỉ thôi rồi cho nó thắng trận lại. Nghe ăn vất vả quá. Nhai không mốt không trôi. Làm thay trang nó gặp nó rầm cả mà anh. Ngũ độc tạo hiệp ai đây? Không phải anh. Chết quyến chuyện sách em biết được à? Anh thấy không? Em biết được à? Mà mình vừa mình có thua trận nào mà sao mình lại xuống gặp nó được ta? Sao bạn không nghĩ là nó cũng tăng điểm? Không, vì là nếu mà tớ thắng nó một trận nhá thì cứ thế tớ lên. Ừ. Thì trừ phi là tớ bị thua một trận thì tớ mới xuống. Anh tin chắc rồi. Nhưng mà sao? Ờ đúng rồi, bạn có tin chắc rồi. Tớ có thua 100% luôn. Anh đã vào đâu? Ở đây. Đúng rồi, em vào. Trừ phi là nó đánh được số trận nhiều hơn. Ừ. Nó thắng 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 2 3 trận liên tục thì là nó gặp lại mình. Trước trước tớ đánh hồi bên 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 Tàng Long là mình cũng có cầm mác rồi. Cầm mác đường môn rồi đánh với nó suốt mà. Anh ấy gặp cổ sư đi làm như nào được anh? Năm đầu gặp cổ sư thì buông chuột như làm gì nữa. Đủ mắt đi, thằng cổ sư 87 đây này. Gặp mày đi yếu thì mày cứ chỉ thi xong rồi mày chém thôi. Mà nó sâu vô người mày thì mày chạy. Nếu mà nó mày đã là cổ sư yếu thì chỉ cần thi nó hù vài cái là chết. Rồi, đây, thì em còn thằng 87 này. Mấy thằng biết BK thì buông chuột chứ làm gì nữa. Ờ, gặp bọn biết BK thì buông chuột cho nhanh. S2 XX mặc đồ gì nào? Ôi tao lại thấy cấp 1 thôi, ơ sao lại hắn lại. Cộng 7. Ôi tao lại cấp 1. Lát rồi. Đồ số 43. Thằng Long bây giờ mới vào nè. Thằng Long vào nãy giờ anh. À thế à, để cho mới trở lại. Thằng Long bây giờ chuyển sang chơi Đại Việt hết rồi à? Tiên phong chơi đôi cờ tiên phong công kích luôn, chơi cục xúc đấy. Full dam. Chắc nó đưa cho thằng Huy cầm. Ồ gặp được môn hiệp khách này, giờ sim rồi, chắc chắn giờ sim luôn. Rồi lao xếp đẳng thế nhờ. Sim vào đây bạn ơi, giờ sim vào đây bạn ơi. Đây thế nhờ, tự dưng lại gặp cục sư ạ. Hy vọng không phải gặp con mèo béo mệt lắm, đánh mèo béo mệt lắm. Trời ơi, em giờ sim với chúng tôi. Em giờ sim với chúng tôi. Ăn được một mạng thiên trước rồi. Mình quên mất không. Ok. Mày chạy đâu có lợn này. Chạy đâu có sợ. Chạy đi. Tính cả rồi. À bùng rột thật đấy. Sau nó không bỏ nó không đánh 1-1 luôn rồi. Chạy đi. Hoàng Lan đánh đủ rồi sao nó thấy nó ô rồi đó. Chạy đây anh chạy đây. Lại đây em ơi. Lại đây em ơi. Đừng ném. Mẹ. Thế, nó cứ tàn hình làm gì được. Trừ 11 mày chạy đi, mày chạy đi. Mày chạy đi con sâu. 333. Chạy đâu con sâu. Ồ. Ồ. Tí hẹo với nó. Rồi chạy đi. Chạy đâu này. Thôi rồi, bắt chửa rồi. Ê, cơ hội. Đi ra. Nó sao chuẩn quá. Rồi mát thiên quả giáp thế nhỉ. Chạy kìa. Chạy được rồi. Đừng. Trời ơi.
Lẽ gãy. Chưa chết. Mày chạy đâu? Chạy đi. Anh chạy đây. Mày chạy đi. Ok. Mặc mày cười chết rồi cứ gì. Sao nó vẫn hơn mình máu ta? Quá đang tục ra. Thôi rồi, mình dại dột rồi. Thôi quả này thua, quả này thua nặng rồi. Ơ, mình hết cả búp rồi. Ờ, nó hơi bị hơn đồ ăn, thằng đấy đồ không, nó... Không, thằng đấy mà. Nó bằng đồ mà. Bằng đồ à? Bằng... Cái chậm quấn cũng cộng đá mà. Thua đam này, Ui, cộng 9. Phát cái đá thiên chi tướng, ủa? 9 à? À, đâu, đệ nhất. Ừ, mình nhầm. Nãy giờ trong đầu mình cứ đang nghĩ là con The Sim. Quên. Thằng đệ nhất anh bảo không hơn đồ em một thế à? trong đầu anh đang suy nghĩ là cái con này con The Sim. Quên. The Sim nó làm chi? Em thấy đệ nhất em 100% trong người. Quên. Tết. Mà sao mình thả nhiều cái thì đúng. Thế cân cân ấy, cùng thế ấy. Mà ăn hơn đồ nhiều. Nó phun cộng 9 nên bảo sao nó trâu, nó ăn mặn thêm mình cũng chết. Tiêu cộng 9. Anh cứ chưa đủ máy huyền thoại để nâng cái quần đấy. Ờ đúng rồi. Nó thiếu cái quần. Con này nó hệ phái này nó chỉ đến đây thôi bạn ơi. Đây là mắt thân pháp chuyển qua gân cốt hết rồi đấy, phun gân cốt thế này. Gặp Vinh vui vẻ. Nói chung là gặp cái ác đấy thì chịu rồi. Thắng 10 điểm, thua toàn thua 10, à, thắng một bên cộng 7 một bên cộng 9 thì bên cộng 7 bên cộng 9 nó thảm tiền hơi đau. Nhưng mà mình hôm nay mình thả lưới nhiều trận, nhiều cái bị lỗi quá. Mà thiên nó toàn trượt. Set thiên chi thằng kiếm thì nó có đam thôi nhưng nó không có thủ. Ví dụ như là cái set đồ này nè, set đồ viêm đế này nè, thủ trâu hơn nhiều. Thì đường môn thực ra là đường môn bản chất nó đánh sát thương ấy, đam nó rất là to. Nếu mà nó cứ phun vào đam của bên thiên chi thằng kiếm ấy thì nó sẽ không sống được lâu đâu. Ngày gặp bi đúng đánh thằng trận đi, gặp bi trận một trận nữa thì đi ngủ. Gặp sợ thật đấy. Tôi đang bỏ thằng không biết gặp ông nào đây. Mệt người ta đánh trận. Ơ dưới thương à? Nhiều. Mình thua trận sau đó mình bị lú luôn nhá. Ừ, đúng rồi, tôi chết như là nữa. Bì chịu rồi, đấm nó sấp mặt đi. Ngủ đi em. Trời ơi, nó lách qua ngủ kìa. Ngủ ra. Bé ơi, ngủ mày, ngoan. Đêm đã khuya rồi. Mày chạy hộ tao cái. Ơ thế tí nữa để đợi hết giờ ấy như nào? Sao lại đợi hết giờ? Thế mà nó thoát mà. Được kìa. Khôn với đái ra. Mày chạy đi con sâu. Chạy đâu con sâu. Phá chiều ghê quá. Rồi, loạn rồi. Còng cặp ở liên đang vô thằng nào thấy mình cũng tự giác đứng im. Tốc chậm ghê ta. Mấy anh liền thấy mình là đứng im hết. Ây. Ý chà, nó vổ đau thật. Ôi giời, nó vổ đau thế. Con đấy viêm đế nó vổ đau thật. Loạn rồi. Ăn mặn thì chết luôn đi. Chầu vai cả đai. Ô độc tà hiệp. Chỉ để viêm đế, đại vi điên. Đại cướp. Ô, chết luôn kìa. Vai nó thành đau thật. Đại bị điên, xếp kim đế đấy, nó gõ anh nắng thì cũng... Ôi dồi.
Là ôi giời ơi. Nhưng mà vô đâu? Cái bốn làng dòng một của nó 92%. Mà sao mình cứ cảm giác cái con này nó tốc chậm chậm kiểu gì ta? Đoan này không đưa vào đưa code nhỉ? Ai ai? Đoan. Nó giờ này nó lo đào tạo chiến bên thập diện rồi. Đúng rồi, vừa 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 đánh với Vinh vui vẻ đấy bạn ơi. Thì nó tranh đổ quá. Đúng, đánh được sợ quá. Không chủ được với nó. Bản này chơi được bao lâu á chứ? Bản này chơi thì server này nó được duy trì là 8 tháng rồi. Nhưng mà server này là server thứ 3 rồi. Chứ không phải server đầu đâu. Tà độc mới là cổ sư. Tà độc là cổ sư, tà hiệp là năm độc. Thằng này nó gọi năm độc. Năm độc ai? Với lại là kể cả là ngang đồ như này nhá, các bạn phải để ý là cái đồ ngoại trang của nó này. Đa phần là nó chơi đồ set kháng tất cả này này. Đánh set kháng tất cả này, nó kháng tất cả cao ấy thì nó đánh mình ít né, còn mình đánh nó né nhiều lắm. Này full đam rồi. Trâu bò lắm. Này ăn hai mạng thiên mình không chết được. 18 siêu trâu rồi. Win đẹp rất cho ngon đẹp. Giờ đánh lại càng tụt điểm, tụt mất 30 điểm rồi. Sâu đấy. Ờ, bản này nó mắc là 99 thôi nhưng mà cấp hiện tại của nó đang là 94. Cấp 99 là mắc. Nó không có chuyển sinh, bản này không có chuyển sinh. Chắc hơn 300 rồi chứ. Em 340 rồi. Lại được môn hiệp khách nữa. Ngũ độc tà, tà ngũ độc tà độc là tà độc là cổ sư, tà độc cổ sư. Tà hiệp ấy à? Tà hiệp 5 độc. Hôm nay mình đánh mình bị xón, bị run tay. À bị kịp. Mình đã tủi luôn. Đây giờ sim đây. Giờ sim đây. Ô sim đánh này... nó toàn né vậy. Ô kìa. Nó đang có búp này anh. Nó đang có cái búp mà. Mày ném đi. Con lợn này nó ném đi. Dăm ba con cờ lo này chết luôn. Nó tự con đế nó yếu hơn nhiều. Con này tự con đế. Và quan 82, dòng 4 nó cũng cao thế. À đó, bằng mình 80 cũng thế. Sẽ thân pháp như nhau, tiêu đại Việt. Tiêu đại Việt nó cộng 8. Nó hơn 30 gram. Em chỉ mong gặp cái đệ nhất đi này. Chỉ thi phát rồi chạy rồi. Cái ơi đệ nhất nhẹ chạy chạy tiêu đại Việt nó cộng 8, nếu mà như thế thì cái tiêu này nó bằng với mình. Ơ nãy giờ mình chưa phát sáng vũ khí lên nữa này. Gặp ta độc cụ hôm nay bị đánh bị ấy lép vế quá, bị thọt mấy trận liền, hai trận liên tục. Trước giờ anh thấy là thứ tư là đánh khó nhất. Thứ tư đã đánh nó khoai khoai. Lấy tà hiệp 5 độc luôn rồi này. 5 độc hai con lãnh lăng thì nó chỉ cho toát đầu. Thì con tà độc bên máu nó hay sang phá bên mình ấy. Nó đeo cái kim ấn kim ấn trung cấp kim ấn. Thằng nó... đấy trước ở bên mình đấy. Bạch vô thường ấy. Ừ, thằng trai trước bên mình đấy. Rồi bạn ơi, bạn ơi. Nó đeo sao nó hù sao thế? Răng lậu kìa. Thối thật. Răng lậu kìa. Chạy đã. Răng lậu bán đi kiểu thằng nào, đủ mắt răng lậu nợ tiền em chưa trả, mẹ mai phải nhắn tin hỏi, cứ bảo nhắn tin hỏi mà cứ quên. Vào đây. Qua server kia mà tìm nó. Sao nó hù sao thế ta? Em liều đứng yên. Đi phê anh. Anh liều đứng yên mà, anh liều đứng yên. Thì em làm sao được đi. Bè bắt tử chưa thua đặng nào. Mình ê nó hủ điểm thì ê nó hủ đây xem
nó hù xa quá, bọn thi này nó hù xa quá. Còn mất hai ở chi 25 điểm rồi, thắng có được 6 điểm, thua cứ 10 11 điểm. Sợ nhốt lại nào, nhốt lại rồi, ok rồi bạn ơi, bạn lại đây, bạn lại đây, bạn lại đây. Nước tiếp. Đây là phát triển, phát triển. Nó ra rồi đấy. Nga mi tục ra. Nga mi đàn à. Xét gặp con trái thì được vô, vứt con ấy ra, con hỏa kỳ lân ra. Không nhốt được kìa. Ok, nó chạy ra. À, lát lát lát. Ơ, nó chạy ra, nó chạy ra, nó chạy ra. Thôi xong rồi, bọn thi chạy ra rồi. Dùng vào. Ô nó cử chuyển được kìa. Thắng ha 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 ha. Giang lậu với chúng tôi à. Giang lậu với chúng tôi à. Thắng thằng Đam. Ui đánh bọn năm độc khổ thật sự. Đánh năm độc khổ thật sự luôn. Bọn này mà nó đi đến gần mình nó hù cho mình ba phát là cũng chết đấy. Vào bị nó hù cho mấy cái mất béo một máu rồi. Phải giam một con thí. Giam mà... thì nó hay bị phá, với lại bọn này nó hù xa lắm, nó phá lưới được luôn. Anh kia phải kéo thi ra kia. Ừ nó phải chạy, nó phải chạy đi. Nó mới được chơi. Thằng này nó chắc là chơi mà thằng kia. Thằng này nó người khác cầm. Đúng rồi. Tao hiểu nó bán nick rồi. Ừ, thằng khác cũng chứ còn nếu không bọn nó chạy đi xa, bọn nó rút thi về là mình cũng mệt đấy. Tất nhiên là nó mà rút thi về mình vẫn ném trên la chặn đường được, nhưng mà khoái lắm, mệt. Riêng gặp bọn năm độc này là mệt rồi. Má rằng bọn nó kiếm bọn đi thích chơi nhở, hắn bung bọn nó kiếm toàn bọn nó kiếm vip nhá. Bọn nó kiếm vip nhưng mà toàn ấy thôi, toàn à, mà cái con vừa rồi nó dùng tiên phong để nó chạy chứ nó không dùng kim ấn, nó mà kim ấn thì nó trâu hơn nhiều. Đây là em toàn gặp đang kiếm cây con mà trâu chết được. Con kiếm cửa lon thì sợ gì, nó đeo xét từ con viên ở cái gì viên đế cộng 8 xong cặp mà từ viên đấu từ viên chiến nữa anh ạ. Ừ, bây giờ toàn dưới 90 nó chơi cái món đấy mệt thì nó để ăn ấy thôi mà. Logo zkang.com đây nha bạn ơi. Hỏi đây là hỏi siêu nhân Phương Đam. Hỏi siêu nhân à. Ngay 9 điểm. Thì đây là trong thị võ 1-1 mà bạn ơi. Trong này thì đánh thì nó chẳng hỏng đồ, với lại là mình hết xui mình ăn được mình lại có điểm thôi. Chứ còn tất nhiên là gặp năm độc thì thôi, nhưng mà buông chuột thì cứ buông thôi. Riêng 4 năm hai con thương thần nó quật cho thì nhức người rồi. Chưa, 300 điểm cho tôi. À Tony 300 điểm mình chưa không? Cùng. Lại thêm bao nhiêu nữa thì có đó. Được kinh nghiệm lần trước. Cùng là đây. 340. Đấy sao đánh lên cao cao lên tí nhỉ? Cho gặp giang lậu cái tí nào. Giang lậu nó làm gì? Cặp tinh thần. Tinh thần thì nó đánh không đau bằng đánh lăng được.
Anh có muốn gặp thằng Bi thì anh nói anh biết. Mày Bi có đóng cho làm phát đứt luôn. Bi phải lên điểm cao mới gặp được. Nothing to say à? Nothing to say với chúng tôi. Ơ kìa sao nó ra được vậy? Mày đấm nhức óc luôn. Nào thì chúng ta ăn một bình rồi, một bình rồi bạn ơi. Khiếp, nó phá chiều mình ghê chưa. Ơ kìa đừng chậm vậy. Nó lại được một cuốn mà tịch ngon nhưng mà hai phù lục. Đường môn hiệp khách không biết gặp ai đây. Ố mày 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 bán, mày bán ai con lợn này, mày bán ai con lợn này, chạy ra đây là ăn mặn thiên chết. Ô kìa nó trầu thế tướng khác, mày bán đi, bắn đi. Ơ đừng đừng em ơi, kêu nó Để bắn chậm xin. ghê quá, cứ đứng đấy Ủa mà tỏi kim, cứ đứng đấy mà tỏi kim. Con này cậy tốc tướng nó tỏi kim hoài à, hệ phái gì chơi toàn tỏi kim vậy. từ khu đông Bọn mũi tướng này nó kháng mình đẩy lui rất là nhiều nhá. với tôi à này Lại làm đau ai anh đây, lại đây, lại đây. Ngủ rồi. Đấy, tôi chờ bạn mãi. chứ làm đau chứ Tôi chờ bạn mãi, bạn đứng đây là. Ơ kìa, nó kháng kìa. hôm nay đánh lên 300 mấy là Sao nó cũng kháng được khi cả ta? khi Nó sau chơi cờ đánh tướng lên à? là chụp điểm nữa là được. Ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Không rồi, nó chơi cờ full tướng rồi. Full tướng rồi. Hôm mai anh gặp được em thì anh có tốt. Mày bớt Nó nhà full em. tiên tri tướng rồi, nó kháng hiệu ứng. Mày chưa Thằng đó chưa full thiên chi tướng đã đủ mát răng bên dương dựa cùng bên hắn đi mày trâu thật đấy. Nó phun tướng thiên chi tướng thì nó mới chơi được đôi cờ tướng kháng hiệu ứng đẩy lui với lại kháng loạn Không, nhưng này. mà bên nó đầu tư dương, tức là nhiều người thích chơi dương cung ở bên nó ấy. Ô bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Thôi vô trận đi. Bắn đi, bắn đi. Bắn nữa đi. Em mau chưa? Lại đây, Má lại đây, lại ơi, đây. chưa 10 điểm. Sợ Đường quá, sợ môn quá. hiệp Tình nghi của má biết, biết ngay Đường gặp môn hiệp khách là mi ai mà tính đi nhờ? ngủ. Phải kinh ghê Đó. thế. Đường môn hiệp khách là ai nhờ? Anh à, anh nắng không? Không không không, anh đang đánh bên trong rồi. Đệ nhất, đệ nhất. Đệ nhất. Giờ xin tôi vừa đánh xong rồi, vừa rời trận xong. Ăn mấy cái mạng thiên liền Giờ không chết anh này bạn đi ơi, mai châu em thị mà gặp thắng thằng rồi. đó Ô rồi. yeah, thắng kìa thằng Đam, Đúng hay rồi, quá. tin ván đi. Nó chỉ là Đi. liêu tướng thôi mà châu thế nó lại kháng được hiệu ứng mình chứ, vô lý ta. Nó có cờ không anh? Không không có cờ, khả năng là do nó thân pháp nó né thôi. Công nhận bọn này nó kháng được lui ghê thật, trầu dã man luôn. Anh Tú còn đây không? Tìm cách nè, Bình bình thường cái bọn 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 là Dương Cung tướng này nó đúng ăn đi lệch rồi. đánh một một nó hay tẩy sang ngân cốt, nó trâu lắm, trâu Rồi, dã đánh man bơm luôn. áo. Để nhắc bơm áo là máu sớm thế. Đứa nào đang đánh đệ nhất đấy Em à? Đệ nhất thấy bảo là đệ nhất cũng gặp năm độc là cũng chịu rồi. chịu mà không, em không luôn bơm máu luôn đánh với đệ nhất à? Em cứ đứng sau thi ạ. Anh có bơm đâu? Đừng môn cỡ đệ nhất mà gặp năm độc còn chịu thì thôi, Hai bình nhá, hai bình nhá. đừng môn khác bó tay cho nó nhanh. Tiếp đánh cái bọn trâu bò này mệt quá, tốn thời gian sức xuống hết cả tinh thần đấy. Rồi Quay sao về tình lại nghi mẫu thua hai tám chín buồn lắm. Cái gì mà đệ nhất thua hơn 10 trận rồi, chắc là lên cao quá, thì lên cao quá gặp toàn năm độc thôi mà. Ý ra ác đệ nhất nó phải trên 300 rồi mới gặp nhiều năm độc vậy. em mới hai Thi của ai luôn. mà vàng rồi, thi của ai gặp Cay canh bét mà vàng cả máu này. cay thật đấy. 10 điểm nha. Em cho con này xuống luôn là anh lên thôi đúng không? Thôi đi mày ơi, anh khổ lắm rồi, đừng cho anh ngầm nó. Đấy đây đây, cái băng tĩnh y ai đây? Ui Tôi bi không bi không? ra. Không, À bi không, nó gặp làm bi gì đâu. mà điểm thấp này. Đủ ma bi đấm em mẹ nhấc người luôn. Gặp hắn vua 6 trận gặp hắn Thấy 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 anh em trong đúng trong rồi live đúng đang rồi. bảo là Thành Vinh được 280. Thành Vinh cầm bằng nào?
Ờ đấy này. Ok, kìa, đứa nào đấy đi không trầm cảm, đi trầm cảm. Con này cũng là tướng đúng không? Con nhưng mà tướng cộng 6 con đi gà em gặp em đấm cho sấp người luôn nhưng mà nó mày bị so sánh hiệu. với năm độc, so sánh làm gì, anh Không. cái bóng quyền anh đấm nó đấm anh thì cho anh chịu sao được. Đang Đủ một thằng rồi, bi bi ni với bi kia ấy. bên bên này khác, bên bên này nó yếu hơn, bên này chắc là chơi đôi tiên phong thì anh còn trụ được, chứ còn bi kia nó chơi full chi tướng thì anh chịu thế nào được. Nó chịu. Cay 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 cay. Mày ra đây. Ok, nó kháng được. Cái con lợn này. Vũ độc tà hiệp. Tà hiệp Nó không bị hiệp độc đẩy của à? đấy. Ở gì? Tà hiệp là năm độc ấy. U năm độc cả, anh tí nữa. Ôi ơi ơi em ơi. Có ngoài, anh có ngoài. Giật hết cả mình. Tí đằng nào đây? Giật hết cả mình, Cố giật vi hết cả chết mình. chết. Quả đấy nó làm mình Có đánh nó ngoài. quần đấy. Áo gánh hư găng á, anh tín rồi. Nhưng đảm Mẹ. bảo anh ở ngoài thằng này. Mình có đẹp trai đủ mà, mình có đẹp trai. Thấy hai đứa cao điểm rồi đấy. Mẹ, mình có đẹp trai à, phải giết. Rồi. Nó cấm rồi, nó cấm rồi. Tanh luôn đi em ơi. Chơi luôn đi. Chắc chỉ tí trước Ồ, đấy. nó đấm mình kìa. Nó viêm đế chứ không Không phải này. tướng đâu. Sao thằng này nó kháng đẩy nhiều thế, là thua trận ngáo ngơ thật. Ây chà. Thua trận ngáo quá. Anh còn nhiêu điểm rồi? 27 8. Ui, cái trận đáng lý là mình phải ăn được ngon lắm đây mà lại. Mình ơi, bạn yếu thế bạn ơi, xếp viên đế đấy. Viên đế với chúng tôi à? Viên đế với chúng tôi à? Nó không dính vào một cái bẫy nào của mình luôn, có bộ bẫy kháng hết. Cay thật. Ăn được thằng ấy được 11 điểm anh ạ, ngon thế. Anh không kiếm mày á, anh không kiếm. Hôm nay mình đánh hơi 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 yếu tay. Ngáo ta. Non thấy Hôm quá. cho gặp trận đệ nhất thì ngủ nào. Đúng một trận đệ nhất mình rồi đi ngủ. Anh không kiếm với tao à? Hôm trước mày đánh tao đúng không? Mà Mà tao lấy chỉ ra cái vỏ mày thôi. mình đặt đến hai combo 7 rồi mà nó không dính được cái phát nào, hơi đau. Cũng có cố gắng đấy. Nhưng mà Nhưng mày mà chết rồi. căn bản là cái bọn cái băng quyền nó kháng một phần đẩy lui, thành ra nó cũng bị ít đẩy lui hơn, thế là mình đánh nó không vào. À, cảm ơn quyền á. Nó kháng đẩy lui mà kháng được một phần thôi chứ không phải là hoàn toàn. Làm mình tục ra à đây, tránh tránh vào đây, chắc tránh chả phải tầm này. 10 điểm. Ôi trời ơi. Thế à, thương quyền. Cày thế. Tránh luôn rồi. Lại thua. Thiên chi tướng của chúng tôi. Thiên chi tướng của chúng tôi. Không phải tránh cầm đâu, ai cầm. Hơi loạn kìa. Không tránh hay tránh thì anh cũng đánh hết. Có cố gắng đấy nhưng mà tuổi Xin đi. mày đánh ạ, mày đánh con lợn này vẫn có cố có gắng đến đến gần không? Các bạn tình nghi thôi ơi, Bi ơi tao xin Bi ơi. Mẹ Bi. Chịu. rồi. Anh bơm máu Ê được gặp rồi mày ơi. Anh bơm máu được rồi mày ơi. Răng còn ăn được hắn trốn cay được hắn cay nhỉ. Anh bơm máu được rồi mày ơi. Ơ ngủ kìa. Anh bơm máu được rồi mày ơi. Anh bơm máu được rồi. Ủa. Cay nhỉ. Hay quá. Hai bên đẩy nhau. Anh xem cặp nhiều quá giờ đánh thua hắn có trừ có 5 điểm. Né nhiều ghê. Né nhiều ghê ta. Đấy, quả bảo vũ mình hơi chuẩn luôn. À, sao ngủ kìa. Rồi anh kinh công được rồi, anh kinh công được rồi. Mày đánh, mày chơi anh à? Thằng dân con này. Thằng dính con này. Mày chơi anh ạ. Ý của chị rồi.
Vũ Độc Tà Hiệp rồi này. Cho anh thí điểm đi. Con này nhiều hiệp độc đấy. Lại 6 giây rồi. Có kết thúc được nó không đây? Mì bạn ai có lợn này. Có 8 điểm rồi. Công nhận là phun tin chi tướng thì nó cũng trâu thật. Phun tin chi tướng với chúng tôi à. Mẹ hai con tướng thần phải đánh quyết gì. Ủa. Lý do vì sao ông nào biết mình là tiếng gà đẻo xây dựng ta? Gặp ai nhờ anh Tín rồi. Anh Tín ba trăm mấy rồi. Tao chưa có vào. Vì là cái anh ván. Cái tên này là chỉ có ai chơi từ hồi ngày xưa mới biết tên mình đây này. Trong trong like có ông biết này. Mà rõ ràng là mình không để tên như thế. Blackpink, Blackpink hai tướng thần. Đúng rồi, ngày xưa hay đăng bài diễn đàn Võ Lâm 2.0 đấy. Đợt đấy cũng up video cũng trên YouTube nhiều nhưng mà về sau là các cái kênh đấy nó bị bay hết rồi. Ngami đàn này là 11 12 ô hay đàn 12 ô. Em gặp thằng bay có thưởng em xin thôi. Nhưng mà vào trong này là bạn phải biết là vào trong này Ngami đàn nó các phái nó đều là mất hết hiệu và mất hết mất hết hiệu và không có búp. Thành ra Ngami đàn nó sẽ không được lợi thế đâu, với cái tốc độ của nó sẽ không đạt được cái tốc độ để nó chiêu liên tục. Tà hiệp ai vậy? Nó không có tốc thì nó đàn rất là khó lên tầng. Các bạn mà chơi cái này này khi mà vào trong tỷ võ 1-1 này thì Ngami đàn điểm rất là thấp vì nó không thể nào đánh được với các cái khác. Cái lượng đam của nó không có và tốc độ nó không có thì nó không thể hiệu ứng được. Gặp tao gậu rồi, sắp gặp em rồi đấy. Một bình nhá. Nhiều khi là mình có thể là mình nhìn thì dễ dàng nhưng mà người ta họ ví dụ như họ vừa mới sử dụng xong họ chưa kịp đến lấy thế thì mình cũng không thể nào chê trách được người ta. Tất nhiên là người ta cũng có cái khó của họ nhưng Ngami đàn vào đây đánh khó lắm, kể cả thiếm quyền cũng thế. Mạnh đấy, dùng một cung nữa. Hôm nay đúng là mình có duyên với dương cung nhưng mà đừng gặp cái con dương cung tướng nữa, mệt lắm, đánh đau tay lắm. Em lại gặp thằng Bi. Ui rồi. Cố lên quá 300 đây mà hơi khó đây. Khả năng là phải đánh thêm cả thứ 6. Như ngày trước đồ đạc mà tầm này ok nhá, là anh đánh có lần nhá, anh đánh đúng mỗi thứ 2 thôi là anh có thể kết thúc được trận luôn rồi. Cái thằng nào nothing chưa à? Nothing chưa xây nữa rồi. Ra ngoài. Ủa, ông bị cửu chuyến ạ, đúng không á? Cay nhờ. Mày tiến triển chưa? Mày tiến triển chưa? Gặp bì, em gặp thằng bì còn chưa có 4 điểm thôi. Thôi xong mình rồi. Gặp nhiều người một lần là nó chưa ít điểm lại anh. Đâu, liên quan điểm số của nó thôi. Liên quan gì đến gặp nhiều lần đâu. Điểm số là như nào? Tức là điểm nó bị trừ ít là vì không, thực ra nó phải là trừ ngang nhau mới đúng. Trừ nhiều nếu mà điểm cao như nhau, trừ phi là thằng Bi nó lên cao quá rồi. Đây, thì nó lên cao quá đây. Bị trừ có 4 điểm. Giang lậu đã cút rồi. Anh chấp nó một tiêu chuyển luôn. Bây giờ nó không đủ trình. Đánh cả tối mà vẫn thua, không bằng điểm không đánh. Ôi, đập kìa. Lên tầng cây nhá. 50. Anh mới lên mức 3 tầng thôi. Rồi, anh còn đánh thứ 6 gặp rồi, em rồi, chanh ngủ rồi, thôi. Ngủ rồi, bạn ơi. Ok, không ngủ à, kháng ngủ à. Điều vậy ta. Đừng nào đấy. Anh đang tính y, ôi, chắc gặp thằng Bi. Chắc một lúc gặp 2 lần luôn thằng Bi á. Ôi ôi, gặp cánh. Sát thương 5 thì cũng chỉ là sát thương 5 thôi chứ sao ăn được. Chịu. Ba gặp Bi sợ ý, ôi em run.
chịu luôn rồi con nhé. Nó build kiểu này nó không mạnh. Ô hàn ra ông à? Anh build kiểu giảm đạo thương nó trâu hơn. Con này tốc nhanh quá, tốc tưởng nhanh quá. Cái gì đấy? Ô thằng thằng ấy tướng à? Hàn ra nguyên tướng à? Đâu? Khỏe đấy. Cái tiền ghế ở tướng. Ô thằng hôm nay đánh đấm em khỏe đấy nhỉ? Ờ nó thì ờ kìa kìa. À, mà nó chắc nó thua rồi chứ nó nhìn nó không có máu rồi. Sao sao điểm nó đây. Nó có còn máu không vậy ta? Hết rồi, có vẻ hết rồi, nó buông chuột rồi đó. Nó buông chuột cả nơi, giết nó lẹ lẹ lên. Thắng thắng rồi. Châu phết. Gặp nó hai trận liền. Ủa, nó tướng rồi hả? Tướng mà. Nó thiên chú xây lại chẳng tướng. Nó tướng từ đầu, tướng cứng từ đầu. Nhưng mà thằng này nó chưa lên thiên chi tướng. Nó mà lên thì trường chưa chắc anh ăn được nó. Thiên chi tướng trâu lắm. Anh cứ tưởng nó con cờ lon đi ăn treo chứ. Con cờ lon đi ăn treo thì có mà nó ăn đúng ba mãn thiên là chết rồi. Con này nó trâu quá. Mãn thiên liên tục có chết được đâu. Trời ơi, hôm nay thua nhiều quá. Hôm nay tính tháng xong 16 trận xong chưa thua trận. Đánh gặp một tướng mệt. Khốn khổ khổ. 25 trận thua 11 trận rồi. 296. Còn nhiều thời gian. Còn đánh cả thứ 6. Cuối vẫn gặp tựa thương rồi. Lại cứ hai mười mấy vẫn gặp dưa thương rồi. Ôi rồi trên kênh top top của mình có ông bảo là tức là hồi anh học đại học anh bắt đầu chơi cái bọn lớp hai này thì là cậu ấy đang học lớp 8 nhưng mà cậu biết mình thì hồi đấy anh hay up video lên trên cái diễn đàn bọn lớp hai chấm dinh thế là nhiều người nó biết. Em biết một vị Vinh thôi, nghe giọng vẫn phát biết luôn. Thiếu Lâm Đao thì bản này gần như Thiếu Lâm Đao nó không có cửa với đường môn rồi vì là đường môn đánh đẩy lui với cái Vinh á. Với lại nhiều trừ phi là cái con Thiếu Lâm Đao nó có được đôi cờ tướng ấy. Sợ mỗi là Thiếu Lâm Đao tướng thì nó kháng hiệu ứng thì đường môn không bẫy được thôi. Nhưng mà đường môn được cái là cái bản này bạn biết mọi người biết là cái châm cái tiêu của đường môn này này. Đường môn thì cắt là ai nhờ? Không phải anh. Cái ba vương châm này nữa. Cái ba vương châm này này nó chấp một bên nữa nha. Ba vương châm này nó đẩy lui ghê lắm, nó phích đẩy lui ghê cực kỳ luôn. 89 mà. Nắng. Nắng 89 à? Hả? Nắng 89 hả? Ờ 89. Xin bán mạng. Ơi. Bằng hay là thua? Thua không ạ? Thằng nha nó nhốt lại. À thế à? Cứ tầm tưởng tầm 9x 8x với nhau hóa ra lại già. 84 hay 85 rồi anh? Không, tôi hơn ông cũng 1 2 tuổi thôi. À thế thì 87 à? Ừ, bằng à đâu? Quan bên Liêu là 88. Tà độc sư cũng sẽ hơi mệt này. Ông tôi cũng được. Kể cả như hội này trong hội này toàn ông tôi với lại mấy đứa 995 96 ông tôi đây này. Ở đây toàn ông tôi với mấy như tuổi chắc là trong bang mình gọi là nhiều tuổi gần như em chúc mừng anh là em vừa giết nhặt đệ nhất nữa rồi. Baby nào. Buông chuột đi em ơi. Rồi là đệ nhất làm sao ăn được mà cố gắng khi mình đã cái mắt mình nào mà anh đệ nhất muốn chuột luôn. Trời ơi ăn đúng một bản thiên kìa. Dừng lại đi anh ơi, anh đánh cũng hay đó mà còn lãnh lan của em nó mạnh quá. Em muốn chuột bình thường đánh cổ sư mình đánh thì đánh được nhưng mà gặp mấy con cổ sư nó cào xa với lại đam nó to lắm bạn ơi, không dễ đánh đâu. Mình giữ được khoảng cách thì mình mới đam được chúng nó, còn không chúng nó thả vài con sâu thôi là mình chết ngắc rồi. Nói thế gặp phải người cứng tay với đồ ngon ấy, khó đánh cực kỳ luôn. Em 300 điểm mà em mang được 8 điểm thì cái anh điểm nhất này tầm bao nhiêu nhỉ?
Thấy bảo đệ nhất đánh mất mấy trận liên tục mà dưới 280 cơ mà. Cái tầm đó. Ngại cái bang dương giặc cung à? Gặp của sư cay đấy. Thực ra là cũng không ngại cái bang lắm đâu, nếu mà ngại cái bang nó đổ Năm tướng đánh cơ là thì mình đánh mới như vậy ngại. đó thì Còn lúc nãy mình đánh với cái bang kia bình thường em mình lại ăn thường xuyên, nhưng mà tổ em nhiều còn lúc ba mình trăm mấy lỗi này, là Phương đi mình còn ở ba lỗi trăm là ba bẫy là mình không ăn được là mình ba trăm chết. ba mươi Đường môn phải đặt Vũ được bẫy má, cơ. em còn gặp thằng Bi với thằng cổ sư à, mà anh chưa gặp nhỉ. Ác này Này nói về bảy nạp trận gặp bao nhiêu thằng Bi thì thua cả bảy trận, nếu đúng ngày có trận xưa nào lại nhá, ba ác này ba mói là nó ba trận chơi từ á, ngày xưa có còn là một trận chơi nào full hay đâu tướng rồi, bảy trăm full tướng phút. từ lâu rồi. Đây em chụp ảnh cho anh xem nhá, thằng Tà hiệp. Ly Mấy tí thằng mất anh Vũ gặp má. mà anh thắng được hắn em cho anh thêm mấy cao su nữa. Tà Anh hiệp gì? rồi lại năm Anh độc là rồi, mệt quá. S2 2 x YX từ từ. 01 không? S2 YX 01 đúng không? Đúng rồi. Hay là của anh nhỉ? Tôi nhớ trong trong băng mình. Của thằng nào ấy? Có một lượng của một không ở trong băng mình. Trai. Của anh. Của trong ban chứ mà xin không được. Mà xin bán bạn ơi, nếu cho nhớ nhanh mặt nhá. Những quần. Chơi mà xin. Cầm Chơi mà được lãnh xin. lan rồi, mà phải gì mày cầm cái cặp cùi cùi mày xin thì người ta còn cho cặp lãnh lan rồi mình mới xin nữa. Thật Gì nó mất đi quay. 320 điểm của em luôn, nhưng mà gặp của sư thì nó còn chịu thôi. Con này nó không phá được Ơi, bảy là không đừng có được hù hoài đâu. vậy. Không trận đi gặp anh Tín trận nào, đi ngủ nào, 320 điểm rồi anh Tín ạ. 320 hả? Để xuống, để xuống gặp anh này em mới có 303 thôi. Này tự dưng đang Ui, 350 điểm. đường môn thì khách nữa rồi. Không không phải anh, Đó. không phải anh rồi. Để nhắc rồi, để nhắc rồi. Lại để nhớ là để hoài vậy. Tội anh. Tội anh quá. Thổi thành Mà viên ghê em ta. Thành Vinh hả? À đó có Thành Vinh hả? Thành viên cầm mắt đấy mà. Sao? Thành viên nhục quá, đi nhục rồi, đúng mất để thua nhiều ấy. Không Ông thì ấy gặp toàn cày. năm độc không thì lại chẳng Giờ xin, giờ thế. xin, giờ xin, giờ xin, giờ xin, gặp giờ xin. À giờ xin mà. Rồi giờ Cái thằng xin. của nợ kia nó cứ Nó cứ đứng sau thi đấy. chạy xa quá, Nam không được. Mày tao hết bẫy xung quanh. Đang có bẫy đấy, nó mà dẫm một bẫy thôi là nó nguy cơ nó thua cao lắm, nếu mà đánh về tỷ lệ đam. Rồi chào nha, giờ xin anh lọt lưới rồi nha, anh ra tay lưới Ô rồi. kìa, ô kìa, nó ngủ Mày xa quá. dốt cái gì mày dốt, kệ mày. Xin cái tuổi nha. Vũ Độc Tà Hiệp. Khả năng mình phải nhíu nó lại gần đây một tí. Ai đây? Đặt nó đi. Gặp ai cũng dữ thôi. Phải đó. Mình quá đẹp trai, mình quá trời đất thì em giết. Tặng một câu, đúng rồi, mình quá đẹp trai. Sao nó trị được ta? Mà đang bãi nó đi. Chiều thi này, chiều thi đù má cay nhỉ. Win 8 điểm thế còn vừa sim với lại con để nhắc hai con ngang điểm nhau rồi anh ơi. Cứ vần vần cái bọn nam độc này tốn hơi sức thật. Cái gì nữa Con lợn này đứng lại. anh giữ được con thi nó trong đó là anh giết nó thôi. Thua thua kìa, không kịp bơm kìa, Thua kìa. thua Ơ nha thua đam. mình nó đánh mình gần như không được phát nào mà mình thua đam thì nó hù đau thế thật. Hù đau. Thôi tí nữa, còn em nhục quá, thua thằng Minh có đẹp trai, không kịp cứu Nó chuyến. cứ chạy vòng vòng mình Không không có thể không nào mà đánh được nó một phát nào, nó không không nào mà bẫy nhìn mình nhá. nhìn đế đâu có yếu đâu. Cày thật. Nó cứ mua cho thua em, có mình trận đi thắng à? Ở anh Hà xem, em đánh cho sấp vặt cả ngày anh Hà cầm. Mình đánh mình không dám lại gần thi nó thì nó vả đau quá. Mà Thôi đứng mua trận đi xa gặp thì nó tí lại đi, không cùng dính gặp đam, không dính rửa. bẫy. Ui Cày thật. giời ơi. Gặp anh lấy mày 10 điểm nữa thì anh ngủ rồi hả? Đấy. Ui. Nhật 24 công. cố trận nữa lên 300 như nào. Anh lên 300 là anh tốt rồi đấy, là hai ông kia em gạt giò rồi. Nhưng mà vẫn phải đánh đến hết thứ sáu mà.
em gặp dò hai ông về sim với lại ông đệ nhất này. Mà tự dưng thua, em thua mất 30 điểm thôi, tự dưng không đánh gì thôi đi ngủ mẹ đi, tự dưng đi đánh cũng nhỉ. Còn gì nhờ công tướng cả lon đây. Thua thua ai mà lại bị xuống nhiều thế? Bi, có ngày gặp Bi anh nãy giờ không thấy em toàn gặp Bi không. Bi không luôn. Mệt đánh cái trận năm độc ngại gớm. Với con của ba trận gặp con cổ sư kia không chạm được hắn luôn. Một bình. S2XX con năm độc mà nó đạp đúng một bẫy vào thôi là mình thắng rồi, mình có cơ hội thắng luôn rồi. Nó không đạp một cái bẫy nào, cày thật. Thôi cho xin trận đi, xin trận đi. Hai bình nha. Đừng muốn hiệp khách. Ai đấy? Thôi. Hy vọng đừng tà gặp. Độc ui. Anh Tín ơi. Để xin. Thôi xong rồi, 300 điểm. Thế thôi, chúc mừng em. Thứ 6 làm ạ. Thứ 6 làm tiếp thôi. Khả năng thứ 6 anh vẫn phải đánh thôi. Thì... Mà thấy con như như công tướng đánh anh chắc cười quá. Biết ngay mà giờ sim mà. Nó thua. Anh xin. Ok à. Chơi mày xin mãi. Đọc đi xin điểm người ta là quá dữ rồi. Nhưng mà nó cho em mà nó có đánh đâu. Nó thì là toàn tạch vậy. Rồi thật máu nha. Anh bài đây. Ô kìa tí hẹo luôn kìa. Ôi xin đi mà. Sao vậy? Thiên quả thiên lạc. Mãn thiên ảo vậy. Hay đó. Ba trăm hai mươi rồi. Thằng ơi. Hả? 320 rồi. Thằng em rồi đây. 19 trận thắng liên tục. 19 trận thắng liên tục rồi đấy. Thì nãy em 19 trận thắng liên tục. Cái chuột kích vào đâu vậy không biết nữa. Thôi đi ngủ. À hết giờ rồi hả? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Thôi thứ 6 em với anh gặp nhau nhiều rồi. Anh yên tâm em. Đấm anh không chết thân một. Bay không? Bay không bạn ơi. Chết rồi. Lấy độc chết. Lên độc chết. Thắng rồi thắng. 8 điểm. Tôi đi ngủ. Vẫn còn một bình máu. 302. Được rồi. Rồi được rồi, như thế được rồi. Đánh mệt, mệt vãi cả đài. Ngại gặp mấy ông năm độc, đánh lâu mất thời gian lắm, mệt lắm. Nếu mà thương thằng thì còn cố gắng chứ còn gặp lãnh như Lan thì em nghĩ là vẫn nên đứng yên cho nó giết cho lại. Thì rõ ràng, lãnh như Lan nó vả cho vài cái là cũng nhất người. Anh ạ, à, đang 355 điểm, ngon rồi anh, không thua trận mô, tự dưng đi đánh. Đánh thua mấy, gần 10 trận. Cay. Thôi, tạm biệt anh em nhá, mình off game đây. Hôm nay đánh nhiều trận cũng là bị lỗi quá. Thành ra nó bị... Nếu mà không nó sẽ lên điểm cao cao một tí là được rồi. Em đập cho mặt. Anh gặp thằng Bi chứ. Chào chào, chào anh em nhá, chào mọi người nhá, mọi người ấn follow chúng mình nhá. Quan trọng cái trình thôi. Ờ, nhưng mà anh gặp thằng Bi xem trình của nó mà trình.